Okay. Bây giờ các bạn sẽ bấm spam lên. Nó sẽ đưa cho bạn ra khỏi thế giới luôn. Holy shit. Why? No. What the fuck man. Holy. Oh my god. Ok, mình sẽ spam lên đây. Mình không spam lên được các bạn ơi. Oh my god. No. Mình ra khỏi thế giới luôn rồi. What the hell. Ok và chào các bạn, mình là Hammer Gamer đây. Mình chào mừng các bạn đã đến với cái kênh của mình. Ok, thì trong video này mình sẽ tiếp tục với cái tựa game là Mining Simulator các bạn ơi. Yeah, thì như các bạn đã biết là trong những ngày trước thì cái Mining Simulator này đã cập nhật cho chúng ta phiên bản mới, có một cái vùng đất mới có tên là Foodland các bạn nên thì hiểu sơ sơ đó là một cái vùng đất mà đồ ăn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay á là mình mới phát hiện ra một cái lỗi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không hẳn một cái lỗi đâu, nhưng mà mình mới tìm ra một cái cách mà chúng ta có thể từ vùng đất Toilin là cái vùng đất đồ chơi đó các bạn ơi, để chúng ta có thể qua được vùng đất Foodland luôn mà chúng ta không cần phải đào 2.500.000 lốc ra. Thì theo mình biết để qua được vùng đất Foodland thì các bạn phải đào cho chúng ta là 2.500.000 lốc, thì mình đào tới 61.000.000 rồi mà chúng ta cũng không cần phải đào thêm nữa. Ok, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để các bạn từ vùng đất đồ chơi có thể đi qua vùng đất Foodland mà các bạn không cần phải đào 2.500.000 lốc theo nó yêu cầu ha. Thì các bạn phải đào cho chúng ta 1.000.000 một lốc thôi để có thể đi qua được cái Toilet này. Toilet là phải bắt buộc chúng ta phải đào được 1.000.000 lốc nha các bạn. Ok, thì để qua được đây á thì mình tìm cái cách để có thể qua bên Foodland luôn mà không cần phải đào 2.500.000 lốc đâu, thì chúng ta phải qua được cái Toilet trước. Ok, thì làm sao tới được như vậy thì các bạn chỉ cần xem hết cái video này của mình là được. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like cũng như đăng ký kênh theo dõi những video mới từ kênh mình nha. Và bạn cũng đừng quên chia sẻ nó, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và bây giờ thì mình cũng không tốn nhiều thời gian của bạn nữa và chúc các bạn xem video vui vẻ đi. Và ok, bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái kiếm, một cái vũ khí bất kỳ ha. Nhưng mình nghĩ là cái kiếm này đi, và cái kiếm này cũng chỉ bán mỗi cái chỗ tôi lên mới có bán thôi. Nhưng mà các bạn chỉ cần cho mình một cái vũ khí đào nó khá là mạnh, tương đối mạnh ha, không cần phải cái kiếm đâu các bạn ơi. Ok, và các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái ba cái lo này cũng được các bạn. Bạn phải đem cho mình ba cái lo ha, để làm gì đó thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển cho bạn cực kỳ nhanh luôn, tại vì cái nơi nó hơi xa các bạn, vì thế các bạn phải giúp lấy một cái gì đó để tăng cái tốc độ di chuyển càng nhanh càng tốt. Ok, đó là cái lý do và tại sao mình lại kêu bạn phải đội ba cái lo này. Ok, và bạn phải qua cái tôi lên trước, muốn qua đây các bạn phải đào cho mình 1.000.000 block thì các bạn có thể qua bên đây. Khi qua bên đây xong á thì các bạn phải lựa cho mình một cái vị trí nào đó, thì ok bạn sẽ vị trí chọn chỗ này cho mình ha. Ok, chỗ lên cái lỗ này nè các bạn ơi, bạn nhớ kỹ nha, nó có một cái xô màu xanh ngay đây, các bạn phải đào sâu xuống cho mình. Thì trước khi thì mình sẽ tắt cái lo cái đây, nhìn nó kỳ quá, nhìn mình không có tóc các bạn ơi. Holy shit. Ok, đây đó là chúng ta sẽ mọc lại tóc. Oh my fuck. Yeah, và khi các bạn đã tới được đây rồi, các bạn sẽ chọn cho mình một cái vị trí có một cái xô màu xanh ở đây, các bạn sẽ đào sâu xuống cho mình, ở vào sâu là 100 block ha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới đó. Ok, mình sẽ skip cái đoạn này và hẹn các bạn ở dưới lòng đất nha. Ok. Yeah. Ok, thì như các bạn thấy là mình đã đào được cái độ sâu là 100 block rồi các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn ở phía trên tay ha. Ok, đó như bạn thấy. Thì để đào sâu tới đây các bạn hãy spam lên cho mình để phát để định vị được cái phương hướng của các bạn. Đây như các bạn thấy thì các bạn sẽ đào hướng theo cái hướng này nè các bạn ơi. Bạn sẽ đào thẳng qua cái hướng bằng này ha. Thì các bạn phải đi lên trên nhìn xuống thì các bạn mới có thể định vị đúng được cái nơi cần đào ha. Nếu không các bạn đào lệch ra một cái thôi thì có thể sẽ rất là mất thời gian các bạn nên các bạn đào mãi mà cũng không đến nơi đâu. Bạn phải đào theo cái hướng này nè, các bạn nhìn kỹ ha. Đó, giờ các bạn sẽ đi xuống cho mình. Ok, như bạn thấy ha, bạn phải đào theo cái hướng này và đào thẳng cho mình. Thì đào tới bao lâu thì mình cũng không biết luôn, nhưng mà các bạn chỉ cần đào cho tới chừng nào nó hiện ra mấy cục thức ăn là ok, chúng ta đã tới được cái Toilet nữa. Ủa, cái Foodland này đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ cố gắng đào thật xa và lâu để có thể xem chúng ta có tìm được cục thức ăn nào không. Mình chúng ta sẽ tìm được vài cục khoai tây hay là khoai lang các kiểu á. Ok, không biết có hamburger không. Bây giờ mình sẽ đào càng nhanh càng tốt ha. Thì mình nghĩ khi các bạn tới đây á, các bạn hãy bỏ bớt cho mình một cái lo đi và lấy cho mình một cái Galaxy ha. Rồi, để làm gì thì mình nói luôn ha, cái Galaxy sẽ tăng tốc độ đào cho chúng ta, còn hai cái lo nó sẽ tăng tốc độ di chuyển thôi. Thì thế mà khi các bạn muốn nhanh các bạn phải chuẩn bị cho mình mấy cái này, nếu không là bạn sẽ cực kỳ lâu mới lấy được cái vùng đất Foodland đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đào và đào thôi. Hẹn chừng nào nó ra được mấy cục thức ăn là chúng ta đã tới nơi ha. Tới đó ok mình sẽ nói tiếp. Bây giờ mình sẽ xả nhanh cái đoạn này và hẹn các bạn trong những giây phút sau, của vài phút và giây các kiểu đi. Yeah. Ok, thì sau quá trình đào thì mình đào chưa tới được 1 phút nữa mình đã tới nơi rồi các bạn ơi. Có thể nói thì nó không quá là xa đâu các bạn ơi. Đây các bạn thấy đây là mình trái chuối nè. Oh the shit, banana luôn, phải nồi 100 mấy vàng. Oh my god, đây là chicken, là gà nè. Ok, như bạn này bánh ống phải không? Ok, khi bạn đã tới được thức ăn bạn hãy đào xa cho mình thêm một chút là như bạn thấy đây là khu đồ chơi ha. Bạn sẽ thấy thức ăn xong bạn phan hãy spam lên phía trên, bạn hãy đi xa thêm một chút nữa, một chút thôi nữa các bạn. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm spam lên, nó sẽ đưa cho bạn ra khỏi thế giới luôn. Holy shit. Why? No. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm spam lên, nó sẽ đưa cho bạn ra khỏi thế giới luôn. Holy shit. Why? No. What the fuck man. Holy.
Oh my god, ok mình sẽ bám lên đây. Mình không thể bám lên được các bạn ơi. Oh my god, no. Mình ra khỏi thế giới luôn rồi. Và sau khi chúng ta tay ở dưới đó xong thì nó sẽ đưa chúng ta quay lại cái thế giới lúc đầu lúc này các bạn ơi. Và mình nghĩ mình nên quay lại cái tôi lên đi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại xem nó bị cái gì mà cũng không biết nữa. Chắc là cái phút lên đó nó không bị các bạn. Nếu mà các bạn chơi xếp thường sẽ không gặp cái vấn đề ha các bạn ơi. Tại mình chơi xếp mà biết á, vì thế nó mới bị. Ok, đây bây giờ mình sẽ đi lại cho các bạn xem thử tại sao nó lại như bị như vậy ha. Ok, và mình phát hiện một cái lỗi đó là mình không thấy một bất cứ một cái quặng nào luôn các bạn ơi. Như các bạn thấy mình không thấy cái một xe hơi hay là máy bay trực thăng các kiểu hết, bị lỗi rồi các bạn ơi. Ok, thấy rồi nè. Oh my god, đâu thức ăn đâu. À đây một miếng gì đây nè, miếng trái chuối nè, còn miếng gì không biết luôn. Ok, bao lên nào. Nó không được các bạn ơi, chắc là cho mình chơi xếp và vip ấy, vì thế nó không được. Oh my god, mình nghĩ mình nên qua xếp là thường đi để có thể test xem nó có thành công không. Chứ hồi lúc mình chơi xếp vip mình vẫn làm được, nhưng mà hôm nay không biết tại sao nó lại không được ha. Ok, bây giờ mình sẽ reset thì cho nó nhanh thôi chứ đợi nó xuống lâu quá. Ok, ôi quay what, mình reset rồi mà tại sao, what the hell, no. Oh my god, chắc là vô cái map nó không lót được các bạn ơi, tại vì cái xéo và vip của mình mới tạo thôi, đó là chắc là đó là lý do tại sao nó lại không thành công hay. Ok, mình nghĩ là như vậy đó, nhưng mà không biết nó mới bị cái gì nữa mà mình không thể nào đứng lên được cái mảnh đất đó. Chắc là vô cái map nó không lót kịp tại vì mình mới tạo cái xéo và vip thôi. Còn nếu bạn nào mà chơi xéo là thường á thì mình nghĩ nó thành công lắm, what the hell. Bây giờ mặt đất bình thường mình cũng không thể nào mà đứng lên được luôn. Oh my god, bị lỗi map các bạn ơi, chúng ta đã bị lỗi server rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua server thường hay bị server vip ha, để mình xem chúng ta có thành công không. Bắt đầu nào. Như bạn thấy là mình đang ở trong một cái server thường ha, và có một người bạn mình trong đây, nhưng mà mình không biết bạn này là ai luôn ấy. Holy shit. Thì đây là cái server thường rất là đông người luôn, mà mình chắc người nước ngoài không, đa phần là nhiều ha. Ok, bây giờ mình sẽ không nói về cái vấn đề đó nữa. Bây giờ mình sẽ qua cái toilet trước để xem chúng ta có thành công khi mình chúng ta ở trên server thường không. Ok, bắt đầu nào. Yeah. Ok, mình sẵn mình nói luôn cái này ha. Nếu mà mình chơi xéo là thường mà mình gặp bạn nào trong game á thì mình sẽ cho mấy bạn 300 gương ha. Và các bạn nhớ nhắc mình ha, chứ mình không có nhớ. Ok, thì nếu mà mình chơi xéo là thường... Ui, what the hell, bạn này không lấy rồi. Phủ vãi nồi. Bạn này phủ vãi nồi luôn. Mình có lòng tốt cho gương mà tại sao tới. It's been a long day. Phủ vãi nồi thiệt. Without you my friend, 300 gương không lấy. Ồ, bị lắc rồi các bạn ơi. Ơi, no, no, wait what, tao đang quay video. Phải rồi, quay video cũng không được nữa. Ơi các bạn ơi, mình thấy không ổn rồi các bạn ơi. Nếu mà mình nào thêm một chút ít thôi là cái mic nó sập luôn ấy. Holy shit, mình thấy ôi ơi không ổn rồi. No, no, no. Why? Gì vậy? Ê, cái gì nè? Oh, mua tiền. Ê, what the hell? Holy. Oh, oh. Oh, các bạn nào bắt gặp cái tình cái bạn nào bắt gặp cái này chưa? Oh my god, mua tiền. Mình được mấy ngàn à. Rồi, như bạn thấy là mình đã đào ra được tới cái chuối rồi các bạn ơi. Ok, và hy vọng lần này mình sẽ đào xa hơn một chút nữa đi. Và mình hy vọng là lần này chúng ta sẽ thành công ha. Và mình sẽ đào xa một chút nữa để chắc chắn là chúng ta sẽ lên được cái vùng đất phút lên, chứ không phải là vùng đất của tôi lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ 3 giây đếm ngược thôi các bạn ơi. Ok, 3, 2, 1, ok. Yeah, thành công ơi, holy shit. Mình đã lên được vùng đất của Footland rồi các bạn ơi. Ok, như bạn thấy đây, ủa rất là tuyệt vời luôn. Ủa, như bạn thấy ha, thì mình không cần đào 2 triệu năm trong block mình mới qua bên đây được đâu các bạn ơi. Bạn chỉ cần đào 1 triệu block và qua vùng đất tôi lên và đào qua bên đây là chúng ta có thể qua được cái vùng đất này luôn. Ok, thì mình nghĩ thì cái đa phần số người chơi thì ai cũng nghỉ bớt hay là ai cũng đào hơn 2 triệu năm trong block rồi. Nhưng mà cái hướng dẫn này thì nó hơi bị thừa ha. Nhưng mà ok, nhưng mà không sao, mình cũng sẵn mình phát hiện ra mình muốn quay video cho bạn biết luôn. Ok, thì đây là một cái một dạng video nói về cái lỗi mới trong game này. Thì mình phát hiện ra cái lỗi này, vì thế mà mình mới làm cái video này. Chứ thật ra thì cái lỗi này nó cũng chẳng có tác dụng nào hay hết á. Đưa xuống đâu vào bên đây thôi. Và cái quặng của bên đây thì cũng không có giá trị gì mấy đâu. Ok, thì đó là một cái lỗi game mà mình muốn cho bạn biết thôi. Chứ thật ra thì qua bên đây xong thì chúng ta cũng chỉ đào mai giống bên kia thôi, chứ chả gì mà mới mẻ hết trơn á. What the fuck man. Ok, thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái lỗi này. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ dừng cái video này tại đây thôi. Thì nếu các bạn nào thấy video này hay á, tại sao các bạn lại không để lại cho mình một like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video mới được kênh của mình. Ok, và các bạn cũng đừng quên là chia sẻ, nó là sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn, và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Ok, bye.